Hello, xin chào tất cả các bác đã trở lại với An Kiên Audio. Ngày hôm nay tiếp tục em sẽ thanh lý cho tất cả các bác những cái dòng loa 5, đó là Daroviti và AEM. Thì hiện tại lô AEM thì hiện tại chỉ còn em thanh lý bát lai, nhưng mà là tất cả anh em lại toàn là chốt bát zin, thì này là còn chật sang là một đôi bát làm lại và một đôi bát lai. Thì đôi bát lai thì em đang thanh lý cho tất cả các bác với cái giá là 1.600.000 đồng đã có cước vận chuyển rồi. Bát lai nhưng mà là vẫn là bát zin, nói chung là bát lai cọc cạch nhá, nhưng mà vẫn là bát zin và tiếng cũng cực kỳ là hay. Thực sự với một giá 1.600.000 thì nó đã bao cước rồi, thì các bác chơi này nó vượt tầm giá quá là nhiều luôn anh em nhá. Thì với cái những cái đôi bát như thế này thì ở bên ở đây có cái căng nó thì nó có bị gãy anh em nhé, lưu ý nó sẽ bị gãy một cái, còn lại là ngon hết. Còn bát này thì đây là bát zin này, bát zin nhưng nó bị sắt cốt anh em ạ, nó bị sắt cốt đây, các bác nhìn này, nó bị sắt cốt nên chắc chắn là phải làm lại, nên em báo luôn cho anh em luôn. Đây nhìn chưa, đây các bác làm lại nhìn nó xấu chưa đấy, em rất là thật nhá. Bát làm lại là bán kiểu làm lại, bát làm lại này phân tần zin mà chép zin thì cũng là 1.600.000 luôn anh em nhé. Rồi tính thì nó chỉ 8-10 thôi. Và tiếp tục là Loa Daroviti này số lượng phải nói thực sự anh em, tại sao mà trên kênh em hay quay loa này là nhiều bác lại hỏi, đặt câu hỏi là sao quay nhiều video về thằng này quá, đúng không ạ? Nếu mà bác nào mà theo dõi kênh lâu ấy, hoặc là các bác bảo là ế hay sao, thì đúng thực sự các bác không ế thì vẫn là gọi là ế, vừa tháng ế là gì ạ? Và thứ hai là số lượng của em phải nói thực sự với các bác là gần 200 cặp loa này anh em nhé. Chứ các bác ví dụ như khoảng tầm 30-40 cặp thì đúng thực sự nó đã hết lâu rồi. Nhưng mà số lượng các bác nào mà theo dõi kênh em từ đầu là loa Daroviti này em lấy gần 200 cặp. Thì hiện tại nó sẽ còn rơi vào đâu đó còn tầm 5-60 cặp nữa thôi. Đấy, thì bán đây cũng rất là ok rồi anh em ạ. Đấy, ok chưa? Và cái loa này thì đương nhiên số lượng nhiều thì loa bắt like nhiều. Được chưa? Với cái loa zin đây, để em giới thiệu cho anh em, đây là loa hàng zin này. Hàng zin thì bát nó là từ đơn anh em ạ. Hàng zin thì bát nó là từ đơn. Đấy, ok chưa? Đấy, hàng zin là bát nó từ đơn. À, thì cái đôi này nó về nó lẫn khoảng tầm gần chục đôi bát lai. Gần chục đôi bát lai. Nhưng mà là lai bát của USA anh em ạ. Đấy, lai bát của USA này. Và gì là từ kép. Đấy, lai là lai bát xịn anh em nhé. Tức là khi phải nói anh em là khi phòng hát người ta sử dụng bị cháy loa thì họ mua bát về họ thay. Nói anh em luôn thì đương nhiên họ cũng phải mua những cái bát gọi là bát xịn rồi. Và tiếng đương nhiên là nó phải hay thì người ta mới mua. Đấy, từ kép anh em nhé, côn 51, côn đều là côn 4 lớp hết. Còn lại thì chép và phân tần đều zin. Loa như thế này gọi là đẹp. Loa này gọi là đẹp cho anh em rồi. Và có những cái em sẽ chọn lọc ra những cái nó ở phía trên nó hơi xuất sát như thế này để bán thanh lý cho anh em. Còn cái mặt tiền thì đương nhiên là đẹp. Anh em nhìn thấy những cái mặt tiền như thế này là quá là đẹp rồi, đúng không? Thì số lượng nó sẽ rơi vào tầm 8 đôi thì em bán thanh lý cho anh em với cái giá là gì ạ? 2.200.000 đồng anh em nhé. 2.200.000 đồng đã có cước vận chuyển cho anh em rồi. Và thằng này tiếng thì phải nói anh em là rất là hay, tiếng hay anh ạ. Còn anh em yên tâm, hàng zin em báo zin, like này like. Nhưng mà like với những hàng bắt like thì like những hàng này quá chất lượng luôn. Nên là cái chất âm nó có khi phải nói thật sự có khi nó còn vượt trội anh em nhé. Đấy, 2.200.000 một cặp nhá, số lượng cũng còn ít thôi, được chưa? Rồi tiếp tục, đây là loa một đôi loa LK Audio, thằng này là 2 bát 20 anh em nhé, 2 bát 20 anh em nhìn đẹp chưa, hàng này là zin 100% luôn. Đấy, hàng này là zin 100% cho anh em luôn, thì em đang bán cho anh em với giá là 3.600.000 zin 100% luôn. Còn loa này thì là loa làm lại thì là 3.800.000 đã có cước nhá. Và loa EM bát 20 zin 100% luôn, còn một đôi này thì giá của nó là 1.300.000 đồng, bác nào lấy thì lấy nốt đi, 1.300.000 mau cước đi, còn một đôi thôi. Và loa delta thì nó thực sự một dòng loa cũng khá là hay, nhưng mà đúng là cái e căng ngoài nó hơi xấu. Thực ra cái e căng này thì em có thể là bỏ thời gian ra em đi bóc hết ra, xong đó em sẽ dán lại cho các bác thì nó rất là đẹp, nhưng thực ra là nó rất mất thời gian. Nên bác nào mà lấy về thì các bác có thể tự làm. Đấy, loa này thì em đang xả cho anh em với giá là 3.200.000 nhá. Loa này là loa siêu lời luôn, được chưa? Còn loa lít thì đương nhiên là các bác là phải có cọc anh em ạ. Đấy, hàng hôm nay đi lên đường cho các bác này, loa lại phải có cọc thì em mới ship hàng. Còn bác nào không cọc thì không ship, tránh đi mất thời gian của các bác luôn. Và cũng là mất thời gian của em. Vì loa nó nặng tầm 2-mấy kg thì nhiều bác đặt cho vui. Đa số phải nói thật sự luôn, khoảng tầm 90% những bác nào mà không cọc là đều bom hàng. Phải nói một từ này.
cứ bảo là anh thế này thế kia rồi anh đặt là anh lấy, nhưng mà khi các bác mà đặt hàng các bác thích thì bác không lấy. Các bác không nghĩ là em phải mất bao nhiêu cước, em mất bao nhiêu công đâu. Thực sự người ta không có tâm để hiểu chuyện đấy đâu. Và hôm sau đợt này em sẽ có tầm khoảng 3 đến 4 đôi loa là bom. Bom thì cứ gọi điện video rồi là xin không cọc vì là không có tài khoản rồi thế này thế kia, bận công việc. Cuối cùng chính những cái người đó là những cái người bom hàng. Phải nói thật sự luôn. Một là có thể là đối thủ chơi xấu, hai nữa là các bác là cái thói quen rồi, cái tập tính rồi. Đấy. Ok chưa? Thì tối nay thì em lại về được một ít hàng loa full 25 hàng Sansui anh em nhé. Hàng sản loa full 25 full 30 của Sansui thì nó cực kỳ là chất lượng. Giá nó sẽ dao động từ loa 25 thì nó sẽ tầm 7 triệu và loa 30 nó sẽ tầm 12 triệu. Để bán để chuẩn bị vào Tết. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác.